Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm video tráng thử thực tế trên chiếc nồi bánh cuốn dùng điện bằng nhôm 30 lít. Chiếc nồi chuyên dụng dùng cho các quán làm bánh cuốn. Ở đây thì nguyên liệu hôm nay mình đã chuẩn bị trước, đó chính là bột gạo nước và nhân thịt mộc nhĩ và hành mình đã xào sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện mình tráng thử nghiệm trên chiếc nồi này để các bạn có thể quan sát trực tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên đây là toàn bộ cái video thử nghiệm tráng bánh cuốn trên chiếc nồi tráng bánh cuốn điện bằng nhôm 30 lít do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0466 533 355 hoặc số di động 0985 322 325 hoặc truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.